Uh, xin chào bạn Xuân Bận Thì hôm trước là bạn có hỏi cho mình là uh, Mình nói về cái đoạn mà chỉ chỉnh âm 30 uh, Khi quay clip uh, để Bạn cũng quay làm video clip nhiều đúng không Bạn muốn âm thanh to rõ ràng như vậy đúng không Thì uh, hiện tại là hôm nay trước mình cũng làm cái video về con uh, cách uh, lưu ý khi cách, cách sử dụng mic rốt như này này đây. đây là cái bộ mic rốt của mình đây Đây gồm có ba cái đây Đây là mic chính Thì uh, hôm trước là mình có để uh, vì uh, thứ nhất là có hai điều kiện ở mình hay làm video là hai cái điều kiện thứ nhất là trong phòng studio hay ở cửa hàng thì mình sẽ để âm mức âm thanh mic âm lượng mic là vừa phải tức là sẽ là ở mức âm 30 đây âm 30 như này đây và nút chỉnh của nó là nút dưới nút decibel đây và nút là nút kết nối thì mình sẽ để âm 30 khi ở trong văn phòng hoặc là ở trong cửa hàng hoặc ở trong studio vì lúc đấy không cần độ nhạy mic không cần cao và cái mic này là mic loại mic rốt này là mic tốt nhất thế giới và có tính, tính định hướng rất là cao và rất tốt còn nếu mà khi ở ngoài trời thì mình sẽ tăng cái âm lượng mic lên là ở mức khoảng tầm âm 6, âm 6 hoặc là âm 10 hoặc là âm 9 này để cho mà cái tiếng nói của mình nó thu vào đây âm lượng mic, mic nó chỉ tập trung trung thu vào tiếng của mình thôi. Vì ở ngoài đường nó rất là nhiều tập âm đúng không? Và thứ hai là mình phải dùng cái con chống lọc gió này để chống gió này. Và thứ hai để và thứ ba nữa là để giúp cho để giúp cho âm thanh của mình sẽ cái, cái tiếng của mình ở gần để ở gần cổ nó sẽ át toàn bộ các cái âm thanh tạp âm xung quanh nó định hướng cái giọng của mình thôi đấy mình đang sử dụng nó đây nếu bạn có đây vừa rồi là mình làm cái video có giải đáp thắc mắc của bạn rồi nếu bạn có muốn hỏi thêm gì thì bạn cứ comment dưới để mình hỗ trợ bạn thêm cảm ơn và chúc bạn thành công